Vì cái bài hả? Ỉa mình ngoại hoài à. À, thích ỉa mình ngoại lắm à, thấy không? Thấy không? Thích ỉa mình ngoại lắm à. Ừ. Ừ. Muốn nói gì với ngoại không? Nói đi. Ừ. Nói gì với ngoại, nói đi. Ừ. Già chuyện quá mà, đúng không? À, không? Nhà chuyện lắm mà, thích nói chuyện lắm mà, không ai thèm nói với con đó hả, đúng không? Ừ. Không ai thèm nói với con hả, không đúng không? Có mình cũng phải nói với con hả, không đúng không? Lửa dơ rồi. À, lửa dơ nữa rồi. Con gái gì như khỉ vậy, quơ không ngừng nghỉ vậy. Năm ơi. Cười cái coi. Cười cái. Achu. Quơ hoài vậy hả? Nằm yên đi. Quá hoài, không ngừng nghỉ luôn á. Quơ cũng được mà nó đừng uốn éo, nó uốn éo rồi khó chịu. Bye. Bye bye. Năm. Hôm nay ngày mấy ta? Hai mươi lăm hả? Ủa, ngày mai nắm được 2 tháng hả? Mai nắm được 2 tháng rồi. Chí 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 chí. Ngày mai là 26 tháng 4. Nắm được 2 tháng. Chí 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 chí. Ngày mai người ta lớn rồi. Người ta được tới 2 tháng lận. Hả? Đúng không? À, làm mất đây đó không? Làm mất đây không?